cá chuồng kho măng, nước lòng người thưởng thức. Cá chuồng là một đặc sản nổi tiếng của các tỉnh ven biển miền Trung. Trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 chính là mùa cá chuồng rộ nhất. Cá chuồng có thể kết hợp chế biến với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Trong đó, cá chuồng kho măng có lẽ là món ăn ghi lòng người thưởng thức nhất bởi hương vị đậm đà của sự kết hợp hài hòa giữa hương vị rừng và biển. Mùa cá chuồng rộ nhất ở biển miền Trung là từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, khắp các phiên chợ đều bày bán loại cá biết bay này. Cá chuồng rất dễ phân biệt với các loại cá khác bởi cặp cánh dài tới tận đuôi. Trên lưng cá có sọc dưa, thịt trắng thơm và ngọt, nấu món gì cũng ngon. Chẳng hiểu vì sao mà có sự trùng hợp rất hay ho. Hè đến, cá chuồng và măng tre lại hẹn nhau trong bữa cơm của các gia đình. Chọn mua những chú cá chuồng gần bằng cổ tay người lớn mới đánh bắt từ biển, mắt còn xanh mượt, đem về đánh vẫy thật sạch, cắt đuôi, vi và cánh, móc mang cả trong lẫn ngoài. Mổ dọc theo bụng cá, bỏ ruột, dùng dao nạo hết nhớt và gân máu rồi rửa sạch, cắt đôi để ráo. Măng le, còn gọi là măng rừng, trổ từ cây tre đặt ruột. Măng rừng mới ăn vào hơi đắng, nhưng nhai chậm chậm rồi nuốt vào bụng mới thấy được vị ngọt đặc trưng của nó. Vào khoảng tháng 5 âm lịch, dù nắng hay mưa, măng rừng lại nhú mầm phổ biến ở các vùng sân cước của tỉnh Phú Yên. Mùa này người dân thường hái mang về bóc vỏ già giữ lại phần non bên trong, đem luộc rồi xỏ sâu bán xuống miền xuôi để lấy tiền mua các loại thực phẩm khác. Để chế biến món ăn, Măng rừng được mua về hoặc hái về sắc nhỏ, vắt và xả đi xả lại vài nước để ráo. Phi chín dầu ăn, cho cá chuồng vào tao vừa chín, sau đó cho phần măng vào nồi cá. Để nồi cá kho măng được mặn mồi và không bị cháy xém, có thể cho thêm một ít nước mắm gia vị và trúng nước lạnh vào nồi cá kho. Đầy nắp kính lại và kho trên bếp lửa liu riêu, không nên đảo nhiều lần vì cá dễ bị nát vụn mất ngon. Có người sành ăn, đem nghệ tươi, giả lấy nước, rắc vào nồi cá đang kho, làm cho nồi cá kho trông rất bát mắt. Nồi cá kho như ý là lúc cá và măng chín mềm, hòa quyện lẫn nhau, dậy mùi thơm phức. Cá chuồng kho măng ăn với cơm còn nóng mới đúng bài, và nồi cá càng kho lâu ăn càng ngon, đậm đà. Bởi vậy, nếu ăn lần đầu không hết, lần sau cứ hầm lại dùng tiếp. Ngoài kho với măng, cá chuồng còn dùng để nướng, kho dưa môn đều ngon đặc biệt cá chuồng nấu canh chua vừa đơn giản dân dã giả, vừa rất đưa cơm trong những ngày tiết trời oi bức